Bố Trạch, Quảng Bình là mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh lam thắng cảnh thơ mộng, làm say đắm lòng người. Về Bố Trạch những ngày hạ nắng lửa, có một nơi níu chân du khách bởi sự nên thơ, quyến rũ và trong lành. Đó là bãi biển Đá Nhảy. Cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 35 km về phía bắc, bãi Đá Nhảy là một quần thể núi đá nằm ngay sát bờ biển dưới chân đèo Lý Hòa. Dù chỉ cách đường xá ồn ào xe cộ vài bước chân, nhưng bãi Đá Nhảy vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoang sơ, màu nước và đá núi bào mòn. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp của núi đá và biển cả mênh mông tạo nên ấn tượng khó phai cho những ai lần đầu đặt chân tới đây. Vùng Đá Nhảy là một quần thể gồm núi, đá, rừng, biển, trải dài trên 400 mét, trong đó nổi bật là hệ thống núi đá dưới chân đèo Lý Hòa. Đá ở đây nằm rải rác trên bờ, suốt bốn mùa nô đùa cùng sóng bạc. Các khối đá vươn mình ra biển với vô vàn những cột đá to, nhỏ, cao thấp khác nhau, tạo nên trăm vẻ kỳ thú. Có nhiều câu chuyện, truyền thuyết khác nhau lý giải cái tên Đá Nhảy kỳ lạ. Có người nói rằng vùng biển này được gọi là Đá Nhảy bởi sự đa dạng của hàng trăm hòn đá mọc lên trên bờ biển mỗi khi sóng biển vỗ vào bờ cát. Những hòn đá ở đây cứ như hàng trăm con vật to nhỏ nối nhau nhảy chồm lên sóng, lao ra phía biển. Cũng có người cho rằng cái tên Đá Nhảy được gọi theo cách mà người ta thường đi khi qua vùng đất này. Bởi xưa kia, bãi đá dưới chân đèo Lý Hòa này có con đường Thiên Lý Bắc Nam đi qua, còn gọi là đường Hạ Đạo. Muốn đi dọc bãi đá với vô vàn khối đá to nhỏ luôn bị sóng biển tràn qua, con người phải sử dụng nhiều tư thế như bò qua những tảng đá trơn, treo leo, nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác. Với nhiều tảng đá to nằm rải rác trên bãi biển quanh năm suốt tháng được sóng biển mài giũa, bãi Đá Nhảy nhìn xa xa tựa như một bức tranh tuyệt đẹp với trùng điệp núi đá xù xì. Có tảng đá to đùng, xám đen, tựa con trâu đang nằm phơi nắng giữa trời. Có khối đá giống như voi phục, hổ quỳ. Có những hòn đá nhỏ lô nhô trên bãi cát mịn, trông như một bầy cóc nhảy trên đầu ngọn nước. Trong vô vàn các tảng đá nằm bên chân sóng, có một khối đá rất nổi bật, hình trụ, cao 5-6 mét. Phía dưới chân có bệ đá cao, vững chãi. Trí tưởng tượng của người xưa cũng để lại cho trụ đá nhiều cái tên khác nhau, như ông tượng, cột đá chống trời hay cây bút thần. Sự độc đáo, trong lành của thiên nhiên nơi đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, khám phá. Không chỉ được chiêm ngưỡng những tảng đá nhiều màu sắc, hình thù, họ còn thích thú khi được leo lên đỉnh núi đá để ngắm nhìn toàn cảnh đất trời. Biển ở Đá Nhảy cũng vô cùng tuyệt diệu. Bãi cát phẳng lì, trắng mịn màng với làn nước mát trong veo. Khách tham quan có thể tắm biển và cảm nhận từng cơn gió biển thổi vào, hay chỉ đơn giản dạo bộ, vui chơi dưới những rừng dương và lắng nghe sóng vỗ rì rào vào vách núi cũng đủ khiến mọi mỏi mệt tan biến. Bên cạnh bãi Đá Nhảy là đền thờ Ngưu Hải Đại Vương của người dân trong vùng. Đây là nơi gửi gắm tâm linh của những người đi biển, cầu biển yên gió lặng cho những con thuyền vượt sóng ra khơi, mang về nhiều tôm cá. Cuộc sống của người dân vùng biển bình dị, gắn chặt với những con thuyền.
Sau những chuyến ra khơi, họ sơn sửa lại con thuyền để chuẩn bị cho những hành trình mới. Người dân sống quanh bãi đá Nhảy từ buổi đầu định cư trên vùng đất này, cuộc sống luôn cuộn trào cùng sóng gió. Họ đánh bắt các loại cá biển và buôn bán các sản phẩm từ biển. Biển nơi đây có nhiều dạng ngầm, là nơi cư trú của những loài hải sản như cá, cua, ốc. Những con cá, con ruốc được người dân nhặt bán ngay trên bờ. Ngày nào cũng vậy, những người dân chài vẫn cần mẫn bám biển, mưu sinh trên mảnh đất vùng biển của cha ông. Trong ánh nắng chiều dần xuống trên biển, những người dân chài miệt mài thu lưới. Họ là những người lao động mộc mạc, hoàn thiện bức tranh đẹp giản dị của vùng biển hoang sơ này. Vẻ đẹp nên thơ của biển cả bao la, của núi đá, rừng dương và bãi cát trắng đầy nét nguyên sơ khiến đá Nhảy trở thành một điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với ai từng một lần qua Bố Trạch, Quảng Bình. Mỗi thời điểm trong ngày, bãi đá Nhảy lại mang vẻ đẹp khác nhau, cuốn hút con người, nhưng một lần đặt chân đến vùng biển này sẽ để lại trong mỗi chúng ta những ấn tượng thật khó quên.